Khoảng 14 giờ chiều 9 tháng 9, một xà lan khai thác khoáng sản đã trôi tự do trên sông chảy, đâm vào cầu Tô Mậu Mới, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái rồi lật nghiêng mắc kẹt ở đó. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết Sở đã tính đến phương án thuê người tiếp cận để cắt vật thể đưa ra khỏi gầm cầu, nhưng với tình trạng nước sông lên to thì hiện vẫn chưa thể triển khai phương án. Ngay trong sáng 9 tháng 9, cây cầu Tô Mậu này cũng bị một xà lan khác đâm và tiếp tục trôi về hạ lưu. Theo người dân, đó là hai xà lan không có người bên trên, trôi tự do trong dòng nước xiết rồi đâm ầm ầm vào thành cầu. Việc liên tiếp xuất hiện các phương tiện khai thác cát sỏi trôi tự do trên sông chảy va chạm và mắc cạn vào cầu Tô Mậu đã ảnh hưởng lớn tới việc lưu thông và an toàn của cây cầu, nhất là trong thời điểm nước sông chảy dâng cao. Cầu Tô Mậu bắc qua sông chảy, nối liền hai xã Tô Mậu và Tân Lĩnh thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Được khởi công xây dựng vào năm 1988 và đưa vào sử dụng năm 1991, cây cầu đã gắn bó hơn 30 năm với đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên, sau thời gian dài phục vụ, cầu đã trở nên nhỏ hẹp và xuống cấp, gây ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các phương tiện trên tuyến tỉnh lộ 171, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Nhằm khắc phục vấn đề này, cầu Tô Mậu Mới đã được xây dựng ngay phía thượng lưu của sông chảy, sát cạnh cầu cũ, chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 29 tháng 12 năm 2023.